hỗ trợ bởi, theo đuổi trí tò mò của bạn. Đưa loài người tiến lên phía trước. Bất kỳ công nghệ nào đủ tân tiến sẽ chẳng khác gì phép thuật. Trong cuộc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh, việc tìm thấy dù chỉ một vi khuẩn nhỏ cũng làm nên lịch sử. Nhưng chúng ta không chỉ tìm kiếm những vi khuẩn nhỏ bé, mà còn tìm kiếm những gã khổng lồ. Họ có ở ngoài đó không? Liệu chúng ta có liên lạc được với họ? Họ mạnh mẽ đến mức nào? Sau 60 năm tìm kiếm, cuộc chơi đã thay đổi. Nghiên cứu mới đang hé lộ những triển vọng ấn tượng. Từ phạm vi hành tinh đến thiên hà. Và vươn ra bên ngoài. Melodies trình chiếu. Sự sống bên ngoài. Chương 3: Cuộc tìm kiếm những gã khổng lồ. Vật thể phức tạp phổ biến nhất được biết đến trong vũ trụ là bộ não con người. These 86 billion neurons have given us 86 tỷ tế bào thần kinh này đã cho chúng ta sức mạnh để biến đổi cả trái đất. But is this the best nature can do? Nhưng đây có phải là điều tốt nhất mà tự nhiên có thể làm? Hiện tại chúng ta biết có đến 10 triệu tỷ tỷ hành tinh sống được trong vũ trụ. 10 triệu tỷ tỷ cơ hội cho bộ não để bị lu mờ bởi thứ khác. Cuộc tìm kiếm sự sống thông minh còn hơn chỉ là sự tò mò khoa học. Nó được thúc đẩy bởi khao khát mãnh liệt muốn kết nối với thứ gì đó vĩ đại hơn. Tìm kiếm một nền văn minh ngoài hành tinh sẽ không chỉ tiết lộ rằng chúng ta không đơn độc. Nó có thể vẽ ra con đường tiến hóa mới cho giống loài chúng ta. Và không giống như sự sống sơ khai, trí thông minh ngoài hành tinh có thể bị phát hiện cách xa hàng nghìn năm ánh sáng, khiến cho họ dễ bị tìm thấy hơn. What do they know? Họ biết những gì chúng ta không biết. And how do we make contact? Và làm sao chúng ta liên lạc được? We're not the first to wonder. Chúng ta không phải là người đầu tiên thắc mắc. Y thông điệp. 200 năm trước, chúng ta nghĩ đến việc thắp sáng vòng lửa khổng lồ trên sa mạc Sahara để báo hiệu sự hiện diện của loài người. Và vào những năm 1860, một nhà thơ người Pháp đã đề xuất việc chắp vá những tấm gương khổng lồ
phản chiếu ánh sáng mặt trời lên sao Hỏa dưới dạng chòm sao Bắc Đẩu. Nhưng nếu muốn gửi một tín hiệu qua không gian rộng lớn, đốt lửa và phản chiếu ánh mặt trời sẽ không tác dụng gì nhiều. Ngay cả chiến tranh hạt nhân trên một hành tinh gần đó sẽ hầu như không thể bị phát hiện với công nghệ hiện tại. Để thông điệp thực sự được truyền tải, phải cần một dạng sóng không thể nhìn thấy. Sóng radio là lý tưởng để truyền thông tin khoảng cách xa, bởi vì so với các dạng sóng khác, chúng di chuyển tự do hơn qua khí và bụi giữa các vì sao. Đó là lý do tại sao SETI, dự án tìm kiếm trí thông minh ngoài hành tinh, đã gần như tập trung hoàn toàn vào việc quét các tín hiệu radio, cho dù là thông điệp có chủ đích hay phó phẩm của công nghệ. Quá trình truyền sóng radio của chúng ta hiện đã đi qua 100 năm ánh sáng và chạm đến 75 hệ thống sao. Một vài trong số đó bao gồm các hành tinh có khả năng sinh sống được. Và nếu trí thông minh ngoài hành tinh nằm ngoài bong bóng tín hiệu này, họ vẫn có thể nhận ra sự sống trên trái đất bằng cách phát hiện oxy trong bầu khí quyển của chúng ta. Nhờ viện SETI và dự án Breitling gần đây, chúng ta hiện đã quét qua hàng chục triệu ngôi sao để tìm tín hiệu. We have now scanned tens of millions of stars for signals. But despite all this, nhưng bất chấp tất cả những điều này, sau 6 thập kỷ tìm kiếm, không có gì cả, chỉ có chuỗi các báo động giả và ngõ cụt. Only a series of false alarms and dead-end leads. We call it. Chúng ta gọi đây là sự im lặng vĩ đại. Nhưng trên thực tế, cuộc tìm kiếm hầu như chưa bắt đầu. Có 2.000 tỷ thiên hà khác ngoài kia vẫn còn quá xa cho nghiên cứu thật sự. There are 2 trillion other galaxies out there that are still too far away for practical study. Nếu không gian có kích thước bằng tất cả các đại dương trên trái đất, chúng ta chỉ mới tìm kiếm trong ít hơn lượng nước hồ bơi của dấu hiệu sự sống ngoài hành tinh. Ngoài ra, có thể chúng ta đang tìm kiếm sai thứ. On top of this, we might even be looking for the wrong thing. There's more than one way to communicate across space. An alien life might view radio as primitive technology. We have to consider every possible alternative. Có nhiều cách để liên lạc xuyên không gian. Sự sống ngoài hành tinh có thể xem sóng radio là công nghệ sơ khai. Chúng ta phải xem xét mọi sự thay thế khả thi, từ những thứ thực tế đến không thể tưởng tượng được. Cuộc tìm kiếm hiện đã bắt đầu sử dụng một loại tín hiệu khác, cái mà chúng ta có thể thấy bằng mắt thường, tia laser. Chớp tia laser năng lượng cao có thể sáng hơn một ngôi sao hàng nghìn lần và có thể mang nhiều dữ liệu hơn mỗi giây so với sóng radio. Bạn sẽ phải ở trong tầm nhìn trực tiếp để phát hiện chùm tia. Nhưng lan truyền qua nhiều năm ánh sáng, chúng sẽ mở rộng để bao phủ toàn bộ các hành tinh và vệ tinh. Một nhóm các đèn hiệu laser có thể được sử dụng để quét toàn bộ thiên hà, như những ngọn hải đăng ngoài hành tinh trong một vùng biển vũ trụ. Thanks to a recent crowdfunding effort, nhờ vào nỗ lực gọi vốn cộng đồng gần đây, các kế hoạch đang được thực hiện để quan sát toàn bộ bầu trời đêm tìm xung laser. Mm.
Nhưng trong khi những tia sáng này tương đối dễ tìm, thì sự sống tiên tiến có thể đang sử dụng thứ gì đó bí ẩn hơn. Neutrinos. Neutrino, các hạt hạ nguyên tử siêu nhỏ đang truyền qua bạn với số lượng hàng nghìn tỷ mỗi giây. Các hạt ma quỷ này có thể xuyên qua toàn bộ hành tinh mà không chạm vào một nguyên tử nào. Cần một căn phòng khổng lồ như thế này chỉ để phát hiện một số ít trong số chúng mỗi ngày. Nhưng các nhà nghiên cứu gần đây đã chứng minh liên lạc qua neutrino là khả thi bằng cách gửi một tin nhắn đơn giản xuyên qua 240m khối đá. Nếu sự sống tiên tiến đang sử dụng chúng để liên lạc, tín hiệu của họ có thể truyền đi bất cứ đâu, xuyên qua bất kỳ chướng ngại vật nào với tốc độ ánh sáng. Thông điệp của họ có thể đang truyền qua chúng ta ngay hiện tại mà chúng ta không hề hay biết. Hoặc có thể sự sống thông minh đang áp dụng một cách tiếp cận hoàn toàn khác để liên lạc, sử dụng chính không thời gian như một phương tiện. Bằng cách thao túng các vật thể trọng lực cao, về lý thuyết họ có thể tạo ra các mô hình biến dạng của không thời gian, có thể lan dần ra trong vũ trụ theo mọi hướng. Nhưng tạo ra sóng trọng lực đủ mạnh để có thể dò thấy được sẽ cực kỳ tiêu tốn năng lượng. Maybe they're up to something far simpler. Có thể họ đang làm một điều gì đó đơn giản hơn nhiều. Placing giant sunshades into orbit around a star. Đặt các tấm chắn khổng lồ quanh quỹ đạo một ngôi sao có thể chặn ánh sáng sao theo các mô hình đặc biệt. Giống như một loại mã mo của vũ trụ. Và mặc dù có thể mất nhiều năm để truyền đi một thông điệp cơ bản, một cấu trúc như thế này sẽ cần ít nỗ lực để duy trì. Nhưng điều khoa học viễn tưởng nhất là họ đã để lại thông điệp trong DNA của chúng ta. Một số người cho rằng một số trình tự gen nhất định của chúng ta có thể đang chứa các thông điệp ẩn. Easter egg trong mã gen chúng ta được thiết kế bởi một trí thông minh siêu việt. Nhưng những viễn cảnh xa vời như vậy bị lu mờ bởi một khả năng thực tế hơn. Có thể chúng ta chỉ đang không đúng nơi, đúng lúc. Sử dụng mô hình máy tính chi tiết về thiên hà chúng ta, các nhà nghiên cứu đã ước tính rằng sự sống thông minh có thể tập trung nhiều nhất cách đây 4 tỷ năm và gần trung tâm của thiên hà hơn. Nếu đúng, thì chúng ta đang tồn tại ở vùng ngoại ô, cách xa vài năm ánh sáng, và hàng tỷ năm quá muộn so với thời kỳ hoàng kim của thiên hà. Có thể họ đã ở đây hàng triệu năm trước, chứng kiến một hành tinh hoàn toàn khác. Hiện tại, tất cả họ có thể đã biến mất từ lâu và chúng ta có thể đang sống trong một nghĩa địa ngân hà. Đó có thể không phải là tín hiệu của họ mà một ngày nào đó chúng ta tìm thấy, mà là di tích của họ. Hóa ra, cơ hội tìm thấy một nền văn minh ngoài hành tinh phụ thuộc rất nhiều vào tuổi thọ trung bình của họ.
Nếu vòng đời trung bình vào khoảng 100 năm, thì họ sẽ xuất hiện rồi biến mất. Đến khi trùng thời điểm với chúng ta và cơ hội tìm thấy người còn sống là rất mong manh. Nhưng nếu họ tồn tại hàng nghìn năm hoặc hơn, thì khả năng đó sẽ tăng vọt. Vì tiềm năng trùng thời điểm ngày càng mở rộng. As the potential for overlap expands. But what if they're not communicating at all? Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu họ chẳng liên lạc gì cả? We could find them. Vẫn có cách chúng ta có thể tìm thấy họ. Hay khoa học kỹ thuật. Chúng ta có khuynh hướng cho rằng trí thông minh ngoài hành tinh có động lực muốn liên lạc giống chúng ta. Nhưng họ có thể thấy viễn cảnh của việc kết nối quá nguy hiểm hoặc quá vô ích. Nếu đúng như vậy, thì chúng ta phải sáng tạo hơn trong quá trình tìm kiếm. Vào năm 2015, các nhà thiên văn học đã quan sát ngôi sao có vẻ ngoài bình thường này bắt đầu mờ đi với những dao động thất thường, không giống như bất cứ điều gì họ từng thấy trước đây. Nguyên nhân có thể là do một đám mây bụi khổng lồ hoặc một mặt trăng vỡ vụn trắng ánh sáng, nhưng nó có tất cả các dấu hiệu của một thứ khác. Một siêu kiến trúc ngoài hành tinh. Và mặc dù lời giải thích này có vẻ khó xảy ra, nó gợi ra một hướng mới tìm kiếm sự sống thông minh. Không phải lắng nghe tín hiệu, mà là tìm kiếm công nghệ của họ trực tiếp. Không phải tìm kiếm các thông điệp, mà là tìm kiếm nền khoa học kỹ thuật. Và để làm được điều đó, chúng ta phải tự hỏi, công nghệ ngoài hành tinh dị thường nào? Chúng ta nên tìm kiếm. Mỗi nền văn minh ngoài hành tinh sẽ rất khác nhau. Nhưng phân loại theo cách sử dụng năng lượng của họ sẽ cho chúng ta hiểu biết về công nghệ mà họ có thể đang sử dụng. Thang đo Kardashev chia nền văn minh thành 3 cấp độ. Type 1 would have a mastery of their home loại planet. Một sẽ có quyền làm chủ hành tinh quê hương của họ, sử dụng tất cả năng lượng có sẵn trên đó. Type 2 loại 2 sẽ có quyền làm chủ ngôi sao của họ, khai thác tất cả năng lượng mặt trời của nó. Loại 3 sẽ có quyền làm chủ toàn bộ thiên hà của họ và sẽ lạ lẫm hơn với chúng ta, hơn là chúng ta đối với trùng amoeba. Nhưng trước khi tìm kiếm siêu công nghệ ngoài hành tinh, làm thế nào để tìm thấy những nền văn minh giống như chúng ta? Vẫn chưa đạt đến loại 1. Khi một hành tinh điển hình đi ngang qua trước mặt ngôi sao, chúng ta thấy ánh sáng của ngôi sao mờ đi rõ rệt. Nhưng việc quan sát ánh sáng sao dần tối hơn có thể là bằng chứng về một vành đai vệ tinh dày đặc, một vành đai Clark. Phát hiện ra loại đường cong ánh sáng này sẽ không phải là một bằng chứng thép, nhưng các vòng đai xung quanh hành tinh đá là điều bất thường, và nó có thể chỉ cho chúng ta đi đúng hướng. Cũng giống như thảm thực vật ngoài hành tinh sẽ để lại dấu hiệu sinh học trong bầu khí quyển của nó, công nghệ ngoài hành tinh sẽ để lại dấu hiệu công nghệ. Silicon tạo ra một đường cong ánh sáng dễ nhận biết tương tự như chất diệp lục. Phát hiện dấu hiệu này có thể chỉ chúng ta đến với sự hiện diện của các tấm pin mặt trời ngoài hành tinh. Và một thứ gì đó xấu xí hơn cũng có thể để lại dấu vết trên bầu khí quyển. Ô nhiễm ngoài hành tinh. S-
Một số chất ô nhiễm như chlorophyll không thể được tạo ra bởi tự nhiên và có thể phát hiện ngay cả với một lượng nhỏ. Những chất hóa học này thậm chí có thể tồn tại rất lâu sau khi một nền văn minh suy tàn, chỉ ra cho chúng ta phần sót lại của một chủng tộc ngoài hành tinh đã tuyệt chủng. Một khám phá như vậy có thể dạy chúng ta bài học quan trọng về cách tránh sự tuyệt diệt của loài người. Và có một mối đe dọa phổ biến khác mà chúng ta đã quen thuộc. Bất kỳ nền văn minh nào sử dụng nhiều năng lượng sẽ tạo nhiều nhiệt thải. Lượng nhiệt dư thừa này có thể là một mối đe dọa nghiêm trọng, giống như biến đổi khí hậu ảnh hưởng chúng ta. Nhưng nó cũng có thể để lại một dấu hiệu nhận biết. Tìm ra nhiệt thải tỏa ra từ các hành tinh ngoài trái đất hoặc các vùng không gian khác có thể chỉ ra con đường dẫn đến hoạt động thông minh. Nếu không bị diệt vong bởi chính công nghệ của họ, một số dạng sống có thể đạt được toàn quyền kiểm soát hành tinh của họ và trở thành nền văn minh loại một. Sự tự chủ này sẽ có sức mạnh đáng kinh ngạc, kiểm soát tất cả các hệ sinh thái toàn cầu, tài nguyên và thậm chí cả thời tiết của hành tinh. Nhưng dù tân tiến đến đâu, mọi nền văn minh hành tinh sẽ phải đối mặt với những mối đe dọa vũ trụ giống như chúng ta. Chớp tia gamma, vụ nổ siêu tân tinh và va chạm tiểu hành tinh sẽ là một yếu tố rủi ro cho bất kỳ chủng tộc hành tinh nào. Một số có thể chạy trốn đến không gian giữa các thiên hà, giảm các mối nguy hiểm ảnh hưởng đến sự tồn vong, thiết lập nơi cư trú của họ trên khoảng không giữa các vì sao. Nếu vậy, việc tìm kiếm của chúng ta sẽ phải bao quát toàn bộ vũ trụ. Nhưng nếu sự sống ngoài hành tinh quyết định ở lại, họ sẽ cần sự bảo vệ lâu dài. Cách tốt nhất để bảo vệ thế giới là xây dựng một hệ thống phòng thủ bất khả xâm phạm, lá chắn hành tinh. Những lá chắn này sẽ tạo ra một mô hình đặc trưng khi hành tinh chuyển động và cũng có thể tỏa ra dấu hiệu nhiệt phát hiện được. Kỹ thuật thiên văn quy mô lớn như vậy sẽ đòi hỏi một lượng lớn tài nguyên. Và cách dễ nhất để có được chúng có thể không phải từ khai thác hành tinh, mà từ khai thác tiểu hành tinh. Chúng giàu tài nguyên và dễ thao túng vì trọng lực yếu hơn.
Tìm kiếm nhiệt độ hoặc các dị thường hóa học của các tiểu hành tinh xa xôi có thể chỉ ra hoạt động khai thác ngoài hành tinh. Mặc dù vậy, các tiểu hành tinh có thể là không đủ. Vì nền văn minh của chúng ta còn sơ khai, nên bất kỳ sự sống thông minh nào khác đều có thể tân tiến hơn ta. Vì vậy, chúng ta nên suy nghĩ kỹ trước khi để lộ sự hiện diện của mình. Nhưng các siêu nền văn minh ngoài hành tinh sẽ không chỉ tìm kiếm tài nguyên. Họ cũng sẽ cần nguồn năng lượng khổng lồ. Các ngôi sao tạo ra năng lượng nhiều hơn hàng tỷ lần so với các hành tinh nhận được. Để khai thác tất cả, đòi hỏi phải xây dựng một thứ gì đó thực sự ngoài sức tưởng tượng. Quả cầu Dyson là siêu kiến trúc khổng lồ bao quanh một ngôi sao, được thiết kế để hấp thụ toàn bộ năng lượng tỏa ra. Chúng cũng có thể là nơi trú ngụ rộng lớn cho sự sống. Vỏ rắn sẽ không ổn định về mặt vật lý. Vì vậy, thay vì khối cầu, chúng ta có thể tìm thấy các vật thể đám mây, một màn đi sông. Cho dù được thiết kế như thế nào, chúng sẽ tỏa ra lượng nhiệt thải bức xạ hồng ngoại khổng lồ. Và chúng cũng có thể làm lu mờ hoặc thậm chí chặn hoàn toàn ánh sáng của ngôi sao. Quả cầu đi sông cũng có thể được xây dựng xung quanh các lỗ đen có bán kính nhỏ hơn và hấp thụ năng lượng gấp hàng nghìn lần. Bất kỳ sinh vật nào tiến tới việc khai thác toàn bộ năng lượng từ các ngôi sao chủ sẽ đạt đến cấp độ tiếp theo trên thang đo Kardashev. Một nền văn minh loại 2. Cấp độ làm chủ này sẽ ngụ ý một khả năng đáng kinh ngạc. Starlifting là phương pháp khai thác vật chất sao và có thể cung cấp tài nguyên có giá trị hàng nghìn hành tinh. Quá trình này cũng sẽ cho phép làm giảm nhiệt độ ngôi sao, trì hoãn cái chết của nó hàng tỷ năm. Trong khoảng 1 tỷ năm nữa, mặt trời sẽ trở nên quá nóng cho sự sống trên trái đất. Nếu chúng ta tìm thấy bằng chứng về Starlifting, nó có thể truyền cảm hứng cho chúng ta đến một ngày nào đó sẽ làm được điều tương tự và kéo dài trò chơi sự sống. Cuối cùng, có thể tồn tại sự sống vượt ra ngoài ngôi sao chủ và thậm chí cần nhiều năng lượng hơn. Để phân tán ra khắp thiên hà, các dạng sự sống tiên tiến này có thể sẽ cần di chuyển gần với tốc độ ánh sáng. Và nếu họ có năng lực này, có khả năng chúng ta sẽ bắt quả tang được họ.
Các phi thuyền ngoài hành tinh phanh gấp ở tốc độ ánh sáng có thể để lại một vệt dài khí ion hóa. Những vệt sáng này có thể tỏa ra bức xạ hồng ngoại phát hiện được. Đường đi của ánh sáng được vẽ ra bởi những chủ nhân của vũ trụ. Một khi dạng sống này đã khai thác tất cả năng lượng mà thiên hạ của họ có thể cung cấp, họ sẽ đạt đến sức mạnh phi thường. Một nền văn minh loại 3. Kỹ thuật vũ trụ này sẽ là hoàn toàn bí ẩn đối với chúng ta. Sự sống được xây dựng từ hàng tỷ quả cầu đi sông và có thể tạo ra các vì sao theo ý muốn. Theo lý thuyết, cơn khát năng lượng của họ có thể khiến cả một thiên hà chìm trong bóng tối. Vì vậy, một cách để tìm kiếm thực thể sống loại 3 là điều tra những gì không có ở đó. Trong không gian xa xôi, có những khoảng trống khổng lồ giữa các cụm thiên hà. Ở đó không có ánh sáng. Những khoảng trống này từng được cho là bằng chứng của sự sống tiên tiến đã khai thác năng lượng mọi ngôi sao trong khu vực. Nhưng hóa ra, chúng là đặc điểm hình thành tự nhiên của vũ trụ. Và một phân tích gần đây về các thiên hà lân cận tiết lộ không có bằng chứng nào về nền văn minh quy mô thiên hà. Nếu nền văn minh tiên tiến này có ở ngoài kia, có lẽ họ đã lựa chọn ẩn mình đi. Nhưng nếu chúng ta may mắn, thay vì trốn tránh, họ sẽ tạo ra thứ gì đó kỳ lạ rõ rệt. Theo lý thuyết, các kiến trúc vũ trụ có thể kết hợp thành một hệ thống hành tinh khổng lồ, phức tạp hơn nhiều so với bất cứ thứ gì mà tự nhiên có thể tạo ra. Một hệ thống có thể ổn định về trọng lực bao gồm 9 ngôi sao giống mặt trời quay quanh một lỗ đen siêu khối lượng, có thể hỗ trợ 550 hành tinh giống trái đất trong vùng sống được. Những hệ mặt trời tự tạo này có thể trở thành môi trường sống lâu dài lý tưởng, hoặc thậm chí đóng vai trò như một khu bảo tồn thiên nhiên ngoài hành tinh, với mỗi hành tinh lưu trữ một chủng sống khác nhau. Thật khó để tưởng tượng bất kỳ dạng sống nào tân tiến hơn thế này. Nhưng trên lý thuyết, có thể có những thế lực đang điều khiển hoặc tạo ra chính vũ trụ của chúng ta. Các nhà nghiên cứu đang bắt đầu thử nghiệm ý tưởng rằng thực tại chỉ là một giả lập hoặc một thí nghiệm được thực hiện bởi đấng tối cao. Mọi thứ tân tiến này sẽ vượt trên những quan niệm của chúng ta về sự sống, vì họ tồn tại bên ngoài không thời gian. In a way, the
Theo cách nào đó, việc tìm kiếm sự sống thông minh là sự phát triển của quá trình tìm kiếm Chúa Trời có từ lâu đời. Cả hai đều được thúc đẩy bởi khao khát sự thật và kết nối với một thứ gì đó vĩ đại hơn chính chúng ta. Và điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày chúng ta tìm thấy tín hiệu? Điều gì sẽ xảy ra khi giấc mơ cổ xưa trở thành hiện thực? 3. Kết nối. Chỉ cần biết rằng họ ở ngoài kia sẽ làm thay đổi sâu sắc cách chúng ta nhìn nhận bản thân. Lần đầu tiên, chúng ta thực sự cảm nhận được tình anh em vũ trụ. Và nghiên cứu thông điệp hoặc công nghệ của họ có thể dẫn chúng ta đến những tiến bộ to lớn và giúp đảm bảo sự tồn tại lâu dài của chính chúng ta. Nhưng sự giao tiếp hai chiều có ý nghĩa sẽ khó mà xảy ra. Cách nhau hàng trăm hoặc hàng nghìn năm ánh sáng, chúng ta đang nghiên cứu những nền văn minh này lúc mà họ từng tồn tại trong quá khứ. Và trải nghiệm của chúng ta về ngôn ngữ có thể hoàn toàn xa lạ với họ. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu sau tất cả cuộc tìm kiếm, chúng ta không bao giờ tìm thấy dấu hiệu của trí thông minh? Nếu chúng ta thực sự đơn độc thì sao? Chúng ta không bao giờ có thể chắc chắn thực sự vì sẽ luôn có những thiên hà quá xa để có thể nghiên cứu. Nhưng không tìm thấy bằng chứng nào có nghĩa là vị trí chúng ta trong vũ trụ là thực sự độc nhất. Nó đặt cho chúng ta một trách nhiệm to lớn là duy trì ngọn lửa của trí thông minh rực cháy. Giống như các nền văn minh cổ đại kể chúng ta thông qua các tượng đài của họ, chúng ta có thể xây dựng các tượng đài của riêng mình cho sự sống tương lai khám phá. Thật thời gian vũ trụ lưu lại biên niên sử về những thành tựu và tri thức của chúng ta. Có lẽ những chủng tộc khác cũng sẽ làm như vậy, và những kho ký ức này có thể được kết nối với nhau theo thời gian. Mỗi nền văn minh mới thêm một liên kết. Đó có thể là định mệnh của chúng ta trở thành mắt xích đầu tiên trong chuỗi này, trở thành người sáng lập của Bách Khoa Toàn Thư Thiên Hà, được xây dựng dựa trên các dạng sống trong tương lai mà chúng ta sẽ không bao giờ gặp được. Đồ
đối với những sinh vật xã hội như chúng ta, ngước nhìn vào màn đêm hiu quạnh là một lời nguyền. Chúng ta là những người mới bước vào vũ trụ, khao khát được kết nối và định hướng. Có thể mất hàng nghìn năm để khám phá, nhưng miễn là bí ẩn vẫn còn tồn tại, cuộc tìm kiếm những gã khổng lồ vẫn sẽ tiếp tục. Và nếu cuộc tìm kiếm không bao giờ có kết quả, thì đó là cơ hội, để chúng ta tự mình trở thành gã khổng lồ. Cảm ơn bạn đã theo dõi và ủng hộ series này trong suốt 3 năm qua. Bộ ba mà tôi hình dung ban đầu đã hoàn thành, nhưng cuộc hành trình chưa kết thúc ở đây. Còn nhiều điều hơn nữa để khám phá.